Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì sau khi làm về những cái video về các cặp đôi kết hôn cũng như là những tuổi xung khắc, các cặp thiên khắc địa xung hay là những cặp đôi mà tuyệt mệnh lấy nhau vân vân, thì rất nhiều người đã phản hồi về chương trình đó. Trong đó là có những cái phản hồi mà rất đáng chú ý về cái tiền duyên vợ chồng nó như thế nào và có chuyện xung khắc hay không. Và trong video ngày hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những đánh giá cũng như là những cái nhận xét của khán giả và những câu hỏi của khán giả là tại sao có những người mà xung khắc ấy thì lại gì rất là giàu. Thì tôi cũng chia sẻ với các quý vị và các bạn nhé. Thứ nhất là gì về các cặp đôi xung khắc, và thứ hai là gì xung khắc có tốt hay là xấu và có cách nào để hóa giải hay không. Đó, thì đầu tiên là chúng ta cùng xét về cái nhận xét của cái bạn tên là Trung Dung. Thì bạn có bảo là gì, duyên là do trời sắp đặt nhưng phận là do mình quyết định. Có những người đến để dạy cho ta một cái bài học, hoặc là ngược lại. Cứ nghĩ đó là nhân quả của nhiều kiếp, vợ chồng cũng vậy, chứ làm gì có chuyện xung khắc ở đây ông Tử Thông ơi, ông xem lại đi. Vâng, cảm ơn bạn đã phản hồi. Một bạn nữa là bạn Huy Phạm, bạn có nói là tuổi càng xung khắc thì càng giàu có và gì, và càng sống thọ nha các bạn. Vâng, cảm ơn bạn nhé. Một bạn nữa là bạn Thủy Nguyễn, bạn có nói là gì, thầy à, tuổi Nhâm Tuất, tức là chồng Nhâm Tuất đúng không ạ, tuổi Nhâm Tuất và tuổi Bính Thìn mà lấy nhau làm ăn gặp nhiều may mắn, con thì ngoan ngoãn học giỏi, vợ chồng thì thương yêu nhau hết mình, vậy thì làm gì có xung khắc ở đây. Đúng không ạ, Thìn và Tuất là xung rồi nhá, các bạn nhớ nhá. Tiếp theo một bạn nữa là bạn Ngọc To, nói chung là không giấu nên là cũng hơi khó. Bạn có nói là gì, sao Quý Mão lấy Kỷ Dậu lại rất tốt và rất tốt đẹp và rất giàu có. Tôi thấy nhà hàng xóm tốt như vậy. Đó, thì thầy giải thích giúp tôi. Ok, tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn. Tiếp đến một bạn nữa là bạn có một cái nickname là UserTK9VZ8MV. Nói chung là cái này là chưa được tối ưu nên tôi cũng khó có thể đọc được tên nhé. Nhưng mà câu hỏi của bạn như sau này. Chào thầy ạ, em tuổi Kỷ Mùi mà vợ em là tuổi Ất Sửu. Sửu mười xung đúng không ạ? Em sống rất hạnh phúc, em sinh ra cháu Mậu Tý. Các bạn nhớ này, Kỷ Mùi là 1979 không? 1979 này, Ất Sửu là 1985 này, 85 đúng không ạ? Và em sinh con, sinh năm Mậu Tý, Mậu Tý là 2008. Và đúng không? Và cháu nữa là sinh năm Nhâm Dần mới được 3 tháng. Sinh năm Nhâm Dần sẽ được 3 tháng nhỉ? Nhâm Dần, ok, Nhâm Dần là 2022 nhá. Vợ chồng em đang sống rất hạnh phúc thì xin hỏi xung khắc ở đâu? Rồi, ok, tôi sẽ giải thích dần dần nhé. Tôi sẽ chia sẻ những cái comment của quý vị khán giả trước. Một bạn tên là Mai Áng, bạn có nói là gì, ở chỗ tôi có cặp vợ chồng Canh Tý và Bính Ngọ. Canh Tý là 1960 đúng không ạ? 1960. Và Bính Ngọ là 1966. Rồi, 1966 đúng không ạ? 40 năm ở cạnh nhà tôi, họ giàu có nhất vùng. Họ sinh ra 4 người con trai, đều có vợ, có doanh nghiệp riêng với hơn 4.000 tỷ đồng trên địa bàn huyện Krông Nô, Đắk Nông. Không ai đầu tư kinh doanh qua họ. Họ buôn bán đất bất động sản, nông sản, cho vay. Có lẽ bát tự của hai người này bổ sung cho nhau vượng phát. Nhờ thầy giải đáp. Ok. Rồi, đây là câu hỏi thứ 4, thứ 5 gì đấy. Còn một bạn nữa tên là bạn Johnny, bạn có nói, thôi đi ông Tử Thông ơi, làm gì có con giáp xung khắc. Tôi là một người trong ngành khoa học chứng thực, khoa học thực chứng ấy, tức là áp dụng những nghiên cứu khoa học vào công việc. Nhưng tôi với vợ tôi đã yêu và cưới là do duyên, là do số trời định rồi. Tôi và vợ học cùng trường đại học, cùng giảng đường trong 5 năm, nhưng chẳng biết nhau. Tới mùa hè năm cuối, khi tôi bảo vệ tập trung vào cái luận án để ra trường, thì tôi gặp em thông qua người bạn học. Vô tình đi chơi riêng với em một lần, tôi thấy ấn tượng vô cùng. Có cảm giác mình sẽ lấy em và tôi đã theo đuổi. Cũng chả mấy công sức, sau một tháng chúng tôi yêu nhau và sau hơn một năm rưỡi thì chúng tôi cưới nhau. Tới giờ thì cũng được hơn 5 năm rồi, tôi với em như những người bạn, như người yêu thương của nhau. Cả hai rất có nhiều điểm tương đồng, vì thế nên chúng tôi tôn trọng nhau, chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống. Rồi, ok. Đó là những cái
cái lời của khán giả, đúng không ạ? À, quý vị thân mến, à, như vậy là gì? Qua những cái phản hồi vừa rồi của quý vị khán giả ấy, thì có rất nhiều các cặp đôi xung khắc, rất nhiều cặp đôi xung khắc vẫn giàu, vẫn hạnh phúc. Thì mọi người đều yêu cầu là có một cái mong mỏi là tôi sẽ giải thích về cái vấn đề này. Đó, mặc dù là ai cũng bảo là ừ, tứ gảy xung lấy với nhau vào là kiểu gì cũng không ly dị sớm thì cũng trắng tay, không kiểu gì thì cũng vợ chồng ly tán, vân vân. Nhưng bên cạnh đó lại có rất nhiều cặp đôi là rất hạnh phúc. Đó, và cũng rất nhiều tâm thư của khán giả gửi về cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và để có những cái câu hỏi như vậy và những cái comment, những cái thắc mắc của quý vị khán giả trong những cái video mà chúng tôi làm, thì hôm nay cũng là một ngày mà tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những vấn đề này. Tại sao cặp vợ chồng xung khắc vẫn xung tốt, đúng không ạ? À, thưa quý vị, thì đầu tiên tôi cũng sẽ chia sẻ lại cùng quý vị và các bạn một chút về cái cặp đôi xung khắc, đúng không ạ? À, quý vị thân mến, thì ông bà ta thường nói là gì? Trai khôn dựng vợ, gái lớn cả chồng. Khi đến cái tuổi kết hôn ấy, thì người ta cũng thường đi gì xem tuổi, xem tác để xem vợ chồng có hợp tuổi hay không, có hợp mệnh, hợp cung mệnh hay không, hay là có đến được với nhau trọn đời hay không. À, và các chuyên gia tử vi học thì cũng cho rằng nếu vợ chồng mà hợp tuổi, hợp mệnh thì cuộc sống hôn nhân sẽ để hòa thuận và êm ấm, làm ăn thì sẽ phát đạt, công thành danh thoại, con cái thì sẽ ngoan ngoãn thành công, thông minh học giỏi. Ngược lại, nếu mà lấy phải những cái cặp xung khắc ấy, thì cả đời họ sẽ gặp nhiều cái vận xui. Chẳng hạn như làm ăn thì không thể phát lên được đấy, gặp hạn đường con cái, thậm chí là còn bị gì tán gia bại sản hoặc là gì dẫn đến cái chuyện chia ly đấy. Và chúng ta biết ấy, thì ở trong 12 con giáp thì có 6 cặp đôi xung khắc mà các cụ vẫn khuyên là không nên cưới nhau, kẻo vận đen đeo bám, vận xui đeo bám đấy, và thì có những kết quả không tốt. Thì đó là những cặp đôi sau này. Thì chúng ta có các cặp đôi, đúng không ạ? Các cụ nói là tứ hành xung dần thân tị hợi, tí ngọ mão dậu và thìn tuất sửu mùi, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ là cặp dần thân, dần và thân, đúng không ạ? Dần và thân là gì? Là cặp đôi xung khắc. Đó. Cái mối quan hệ giữa người tuổi dần và những người tuổi thân thì giống như cái hai đường thẳng song song và không có điểm giao nhau. Cuộc sống vợ chồng của họ dễ rơi vào cái tình trạng là nhàm chán và bất đồng quan điểm. Cái nguyên nhân là do thì hai con giáp này đều có tính hiếu thắng và thích nổi bật cái tôi cá nhân của mình. Vì vậy khi mà kết hợp giữa người tuổi dần và người tuổi thân ấy thì sẽ nảy sinh ra nhiều cái sự đố kỵ, không cam lòng với đối phương. À, trong khi đó, những người tuổi dần thì cảm thấy là gì? Những người tuổi thân khá nhỏ mọn và phù phiếm. Hay là những người tuổi thân lại coi những người tuổi dần là những kẻ gì? Là kẻ thích làm bề trên hay lên mặt dạy đời. Còn trong mắt của những người tuổi dần thì tuổi thân chỉ là một kẻ gì? Lông bông ham chơi, chỉ thích đua đòi, vân vân. Đấy. Thì bên cạnh đó, cả hai đều chạy theo cái sở thích riêng của mình. Tuổi thân thì sống một cuộc sống là thật thoải mái. Đấy. Trong khi đó tuổi dần thì lại gì? Cần tự do hơn. Nếu mà những người tuổi dần và những người tuổi thân mà kết hợp cùng nhau thì cả hai con giáp này sẽ rất khó có thể gắn kết cùng nhau. Khi mà vợ chồng thì không đồng lòng, đấy, chắc chắn là họ sẽ gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái sóng gió trong cuộc sống. Đó là những cặp đầu tiên là cặp dần thân. Thứ hai là cặp gì? Cặp tị hợi, đúng không? Những người tuổi tị và những người tuổi hợi. Thì bản tính của những người tuổi tị là những người gì? Trong nóng ngoài lạnh. Họ thường đưa ra cái ý kiến chủ quan hay là gì? Hay nói lòng vòng, hay nói vòng vo mà không đi thẳng vào vấn đề. Trong khi đó thì những người tuổi hợi lại là những người tiếp người thẳng thắn, nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Vì vậy cái cuộc nói chuyện của hai người tuổi tị và tuổi hợi ấy thì ban đầu rất hợp. Đấy, có thể nói là bổ sung những cái thiếu sót cho nhau. Sau khi mà cưới nhau ấy, sau khi mà lấy nhau về thì hai con giáp này ấy, trong cái cuộc nói chuyện với nhau thì rất khó, đúng không ạ? Vì họ cái câu chuyện của họ không có tính xây dựng, và cách nói vòng vo tâm quốc của những người tuổi tị sẽ khiến cho những người tuổi hợi cảm thấy là gì? Tức tối và khó chịu. Thì ngoài ra, những người tuổi tị còn rất hay ghen tuông mù quáng và cảm thấy gì bất an trong các mối quan hệ tình yêu của mình. Còn với những người tuổi hợi, khi yêu ai thì họ thường để trung thành, trung thủy, hết lòng với người mình yêu. À, tuy nhiên, thì đôi khi những người tuổi hợi thì lại hay giữ những cái bí mật riêng của mình. Cái điều này lại gì làm cho những người tuổi tị hay nghi ngờ. À, trong tình yêu mà luôn có sự nghi ngờ thì chắc chắn cái chuyện tình cảm đó nó cũng sẽ dễ đặt cái dấu chấm hết, đúng không ạ? Đó là cặp thứ hai. Tiếp theo cặp thứ ba là cặp gì? Cặp tí và ngọ, đúng không ạ? Tí ngọ. Cặp tí ngọ thì nằm trong cái bộ tứ hành xung tí ngọ mão dậu, nên những người tuổi tí và những người tuổi ngọ thì các cụ vẫn khuyên là không nên lấy nhau. À, những người tuổi tí thì hầu như là coi trọng tiền bạc hơn là cái chuyện tình cảm gia đình. Trong khi đó những người tuổi ngọ thì lại hoàn toàn không coi trọng cái vấn đề tiền bạc. Không chỉ vậy, những người tuổi tí lại có thói quen là suy nghĩ thiệt hơn, rất nhạy cảm. Trong khi đó những người tuổi ngọ rất hào phóng và hết lòng giúp đỡ người khác. Tiền bạc đối với họ chỉ là phù du. Vì vậy
khi mà cặp Tý Ngọ mà kết hợp với nhau ấy, thì sẽ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, khó thể hòa hợp được. Chưa hết, những cái người tuổi Ngọ thì hầu như là chỉ có nhu cầu sống độc lập và thích bay nhảy, thích đi đây đó. Trong khi đó thì những người tuổi Tý lại là những người gì luôn có nhu cầu tìm hiểu, kiểm soát đối phương. Nên là khi cặp đôi này kết hợp với nhau về lâu về dài thì tuổi Ngọ sẽ cảm thấy bế tắc, tù túng trong cái mối quan hệ đó. Từ đó sẽ nảy sinh ra nhiều cái khoảng cách giữa hai người, cuộc sống hôn nhân thì khó lòng có thể bền chặt được. Bên cạnh đó thì những người tuổi Tý và những người tuổi Ngọ đều khá cố chấp và có cái tôi cá nhân cao. Vì vậy khi xảy ra những cái mâu thuẫn ấy, thì mỗi người một ý và không ai chịu nhường nhịn ai. Và từ đó sẽ khiến cho cái mâu thuẫn ngày càng đẩy lên cao trào và hạnh phúc gia đình không sớm thì muộn thì cũng sẽ tan vỡ. Tiếp theo là chúng ta xét đến cặp đôi thứ tư, đó là tuổi Mão và tuổi Dậu. Khi trở thành một cặp uyên ương ấy, thì tuổi Mão và tuổi Dậu khó có thể mà hài lòng được nhau, đúng không? Bởi tính cách của hai con giáp này thì hoàn toàn là trái ngược nhau. Những người tuổi Mão thì thường là những người đưa ra ý kiến chủ quan khi mà gặp những khó khăn và khi phải giải quyết những cái vấn đề nào đó trong thực tế. Trong khi đó thì những người tuổi Dậu lại đòi hỏi cái sự chính xác trong từng công việc mà mình làm. Vì vậy, trong mắt của những người tuổi Dậu ấy, những người tuổi Mão là những người đoảng. Còn trong mắt của những người tuổi Mão thì những người tuổi Dậu lại là những người gì đòi hỏi cao và hay chê bai người khác. Bên cạnh đó thì những người tuổi Mão thì thường có lối sống hưởng thụ phụ thuộc và không thích cái cảnh là phải chịu trách nhiệm. Ngược lại, những người tuổi Dậu lại là những người mà khá là cầu toàn, nên là tuổi Mão khó lòng đáp ứng được cái tiêu chuẩn của những người tuổi Dậu đề ra. Nếu mà cặp này mà cố chấp đến với nhau ấy, thì về lâu về dài thì cảm thấy mệt mỏi, chán nản và thậm chí là có thể là đường ai nấy đi đó. Tiếp theo, cặp thứ năm ta xét đó là cặp tuổi Thìn và Tuất. Thìn và Tuất thì nằm trong bộ tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi, nên những người tuổi Thìn và những người tuổi Tuất là những cặp đôi nên không nên thành đôi, không nên thành đôi thành cặp. Những người tuổi Thìn thì mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng khá là gia trưởng, thích thiếu y với người khác và không chấp nhận là bị xem nhẹ. Trong khi đó thì những người tuổi Tuất lại là những người mà trung thực, không thích to tiếng hay là làm theo lệnh của người khác. Vì vậy, cái lối suy nghĩ áp đặt, độc đoán của những người tuổi Thìn sẽ khiến cho những người tuổi Tuất cảm thấy là gì? Tù túng và khó chịu. Không chỉ vậy, những người tuổi Tuất còn khá nhạy cảm trong cái chuyện tình cảm và họ thường tận hưởng cái cảm giác cô đơn để lấy lại cái cân bằng. Tuy nhiên, trong mắt của người tuổi Thìn ấy, thì những người tuổi Tuất lại là những người quá đa sầu đa cảm, ướt át tới mức khó có thể chấp nhận được. Chính vì cái tính cách trái dấu này mà hai con giáp này khó lòng có thể hòa hợp được với nhau. Bên cạnh đó thì những người tuổi Thìn còn rất giỏi giao tiếp và có nhiều cái mối quan hệ ngoài luồng. Và họ thường sẽ ưu tiên đặc biệt cái sự nghiệp lên trên hàng đầu, trên cả chuyện tình cảm gia đình. Còn những người tuổi Tuất thì lại không giỏi giao tiếp nhưng lại biết cách chăm sóc gia đình. Nhưng bản tính lại của họ là gì? Hay ghen và đa nghi. Nếu so sánh các cặp đôi cùng tuổi thì Thìn và Tuất là hai người sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và do cái bản tính đa nghi của mình, do cái bản tính kiểm soát của những người tuổi Tuất. Khi mà lòng tin giữa hai người bị rạn nứt thì từ đó sẽ không còn được bền lâu và dễ dẫn đến những cái chuyện là tan vỡ. Đó. Và cặp cuối cùng chúng ta xét đó là cặp gì? Cặp tuổi Sửu và tuổi Mùi. Hai con giáp này dường như là đối lập về cái bản chất và hoàn toàn khác nhau. Trong khi những người tuổi Mùi là những người mơ mộng và hơi lập dị thì tuổi Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm. Bởi vậy, họ luôn cảm thấy những cái điểm khó chịu của nhau. Chẳng hạn như những người tuổi Mùi ấy, thì cho rằng cái sự bảo thủ và thực tế của những người tuổi Sửu đã hạn chế bản năng của họ. Trong khi đó, tuổi Sửu thì lại cảm thấy những người tuổi Mùi thì quá thiên về cái chuyện cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu. Người tuổi Sửu có thể nói là một người chính chuyên, khá đặt nặng vấn đề tiền nong và họ chăm chỉ làm việc, liên tục phấn đấu vươn lên. Đòi hỏi bản thân và những người bạn đời phải lao động, phải làm việc không ngừng cho đời con cháu đời sau. Nhưng ngược lại thì những người tuổi Mùi lại là những người thường là không có trách nhiệm với bản thân, thường có tính ỷ lại và thậm chí là dựa dẫm vào người khác. Hai cái tính cách này nó kết hợp với nhau ấy, ban đầu thì có thể như là nam châm trái gió hút nhau. Bởi rất có thể là những người tuổi Sửu muốn được che chở, bao bọc cho những người tuổi Mùi. Tuy nhiên, cái mối quan hệ này ấy, nếu mà duy trì về lâu về dài sẽ khiến cho hai người cảm thấy mệt mỏi và dễ sinh ra rất nhiều mâu thuẫn về cái quan điểm lẫn là cách làm việc trong cuộc sống. Đó là cặp thứ 6. Như vậy, đây là 6 cái cặp con giáp mà mọi người khuyên là không nên lấy nhau. Khi lấy nhau thì dễ bị những chuyện là tan vỡ, gia đình ly tán hoặc gặp những cái chuyện xui xẻo trong cuộc sống, từ chuyện công việc, làm ăn đến câu chuyện kinh doanh. Tức là gì? Nếu không vỡ nợ phá sản thì chuyện vợ chồng cũng sẽ lù đục.
mà nếu mà vợ chồng hòa thuận hạnh phúc thì công việc làm ăn nó sẽ bị gặp khó khăn, vân vân, do cái khí của hai người nó xung, đúng không ạ? Vậy thì trong cái trường hợp mà những cặp đôi xung khắc như thế này, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ hóa giải như thế nào, làm cách nào để hóa giải để cho mọi người, để cho vợ chồng, các cặp vợ chồng có được cái cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn và viên mãn, đúng không ạ? Thưa quý vị, thì cách đầu tiên chúng ta thì mọi người thường là, nếu những người theo đạo Phật ấy, thì họ thường là mặc kệ, họ coi vợ chồng là chuyện nhân duyên, đến được với nhau là tốt rồi, đúng không ạ? Đâm ra là khi mà sống với nhau ấy, thì vợ chồng cứ nhẫn nhịn sống tốt là được. Mọi người quan điểm là gì, cứ năng tu phước thiện, tránh giữ làm lành, giúp đỡ những người hoạn nạn khó khăn, hiếu thuận với ông bà tổ tiên và tin và làm theo những lời Phật dạy. Họ tin rằng gieo nhân tốt thì ắt sẽ gặp được quả lành. Đó là cách đầu tiên nhé, là gì, cứ sống tốt lên, sống phước đức, nhường nhịn nhau một tí, nhẫn nhịn một tí là có thể là giúp cho vợ chồng, là có thể giúp cho cái chuyện tình cảm của mình nó được trôi chảy và hạnh phúc, đúng không ạ? Còn cách thứ hai là gì, cúng. Thì nhiều thầy vẫn khuyên là những cặp vợ chồng xung khắc ấy thì phải cúng để hóa giải, cúng để giải hạn, đúng không ạ? Nhưng mà trong một số cái tài liệu mà tôi nghiên cứu đọc thấy ấy, thì trong một lần thì có một vị cao tăng có hỏi Phật tổ, đúng không ạ? Tức là ông muốn đi từ bờ sông bên này, đúng không ạ? Muốn đi từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia thì đi bằng cách nào? Ông cúng thì có sang được không? Đấy. Thì người kia bảo có những cái cách sau này. Một là gì? Ông bắt cầu ông qua. Đúng không ạ? Hai là ông gì? Ông đi thuyền ông qua. Thứ ba là gì? Ông có thể là gì? Đi đường vòng qua sông để ông qua. Và thứ tư là ông có thể tắt cạn cái sông này để ông qua, vân vân. Hoặc ông giải đá, ông đắp làm thế nào đó để ông đi qua được. Đó. Thì vậy Phật tổ hỏi là bây giờ ấy, tức là thế cúng có giải quyết được không? Thì vị cao tăng kia nói là tôi đã ngộ ra chân lý rồi, cúng cũng không giải quyết được vấn đề. Đúng không ạ? Nó chỉ làm cho chúng ta trấn an tâm lý thôi, chứ không có vị thần nào mà nhấc ông từ cái bờ sông này sang cái bờ sông bên kia cả. Đó. Vậy nên các bạn cũng phải hết sức lưu ý. Đó. Và cách thứ ba là gì? Cách thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng cái cách hóa giải, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng cái cách hóa giải bằng cái âm dương ngũ hành, đúng không ạ? Thì chúng ta biết chúng ta có năm hành là kim mộc thủy hỏa thổ, đúng không ạ? Kim mộc thủy hỏa thổ, đúng không ạ? Thì dựa vào cái mối quan hệ ngũ hành tương sinh tương khắc để chúng ta hóa giải, đúng không ạ? Theo nguyên lý của âm dương ngũ hành là gì? Là tham hợp quân xung, tham sinh kỵ khắc. Tức là trong âm dương ngũ hành ấy, và thiên can địa chi thì nó thì thích hợp hơn là thích xung, và thích đi sinh hơn là đi khắc. Vậy nên thì với những cặp vợ chồng xung khắc thì chúng ta cũng có thể là chọn cách hóa giải, đúng không ạ? Bằng là gì? Một là chúng ta có thể chọn đẻ con hay là nhận con nuôi vào những tuổi tam hợp và tuổi nhị hợp để hóa giải, đúng không ạ? Ví dụ như là những người tuổi Tý, đúng không ạ? Những người tuổi Tý thì hợp với những người tuổi Sửu. Tiếp theo là những người tuổi Dần thì Dần và Hợi là nhị hợp, đúng không ạ? Tương tự như vậy, chúng ta có Mão và Tuất là nhị hợp, Thìn và Dậu là nhị hợp, Tỵ và Thân là nhị hợp, và Ngọ là Mùi là nhị hợp, đúng không ạ? Thì các bạn thấy ví dụ như là cái cặp này, cái cặp 1979 là Kỷ Mùi nhá, và 1985 là Ất Sửu, đúng không ạ? Sửu Mùi là xung, đúng không ạ? Nhưng may mắn là gì, họ lấy nhau về thì sinh được một đứa con là sinh năm 2008 là gì, là Mậu Tý, đúng không ạ? Thì vô tình là gì, sẽ được gì, cặp là Tý Sửu nhị hợp thì sẽ gì, sẽ không gì, không xung với Mùi nữa. Đã, Tý Sửu nhị hợp thích đi hợp hơn đi xung, thích đi sinh hơn là đi khác. Vậy nên là gì, cái cặp này nó được cái cặp là cái ông cái con gái này 2008 Mậu Tý này là hóa giải được, đó cũng là tốt rồi, đúng không ạ? Còn cái cặp mà 1960 là Canh Tý lấy 1966 là Bính Ngọ, đúng không ạ? Thì cái cặp này thì các bạn không cho tôi biết là bảo là nhà này có bốn con trai thì đều làm ăn phát tài cả, nhưng mà lại không cho biết là bốn con trai sinh năm nào, đúng không ạ? Không chỉ biết bốn con trai sinh năm nào. Vậy nên là cũng khó có thể trả lời cho các bạn được. Nhưng mà chắc chắn các bạn để ý này, những cái người mà gặp cặp vợ chồng xung khắc ấy, nếu mà tán ra bại sản thì tán rất nhanh, mà giàu có thì cũng giàu bất thình lình. Cái cặp nó là như vậy. Thì nếu mà họ mà tìm được cách hóa giải, họ dự tìm được cái tuổi mà rơi vào tuổi lộc mã quý nhân, hoặc là tuổi lục hợp như tôi vừa chia sẻ, hoặc là tam hợp, thì sẽ gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống. Nó sẽ hóa giải được cái gì? Cái chuyện xung khắc này. Hóa giải được cái chuyện xung khắc này. Và mang lại cho cuộc sống hôn nhân của họ được trọn vẹn, cả về tài lộc lẫn sức khỏe, cũng như là cái công việc được hanh thông thuận lợi.
Đó. Thì vậy nên là nếu mà các bạn rơi vào cặp vợ chồng xung khắc, đúng không ạ? Ví dụ như là 1979, đấy, lấy 1985 thì các bạn có thể đẻ con tuổi gì? Tuổi Ngọ hoặc là tuổi Tý. Đấy. Thì lúc đó là gì? Ngọ Mùi nhờ hợp thì không xung với Sửu nữa, đúng không ạ? Và Tý Sửu hợp thì không xung với Mùi nữa. Đó, đấy là quy luật sinh khắc của ngũ hành, đúng không ạ? Còn với cặp đôi 1960 nhá, 1960 và 1966, đúng không ạ? Thì là Tý Ngọ là xung, đúng không ạ? Thì các bạn có thể là các bác có thể đẻ chọn sinh con vào tuổi Sửu. Thì khi đó là gì? Tý Sửu là hợp thì không xung với Ngọ nữa. Đúng không ạ? Đó, đó là cái cách chọn tuổi để chúng ta hóa giải, đúng không ạ? Thì ngoài ra nếu mà không đẻ được ấy, mà các bạn đẻ lệch ra ngoài rồi mà bây giờ chúng ta mới biết ấy, thì các bạn quý vị có thể là gì? Nhận con nuôi chẳng hạn, nhận con nuôi hoặc nhận, nói chung là nhận con nuôi, làm một thủ tục nhận con nuôi để được hóa giải, đúng không ạ? Theo cái ngũ hành tương sinh tương khắc, chọn những người hợp mệnh với mình, tương sinh cho mình để hóa giải, đúng không? Bên cạnh đó, ngoài ra chọn cái tuổi lục hợp nhị hợp thì các bạn cũng có thể chọn tuổi lộc mã quý nhân. Thì cái bài lộc mã quý nhân tôi cũng đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở trong video rồi, thì các bạn có thể tham khảo lại, đúng không ạ? Ví dụ như là chọn tuổi lộc và tuổi quý nhân thì chúng ta có việc tính theo thiên can, đúng không ạ? Giáp lộc tại Dần, Ất lộc tại Mão, Bính Mậu lấy lộc tại Tỵ, Đinh Kỷ lấy lộc tại Ngọ, đúng không ạ? Canh lấy lộc tại Thân, đúng không ạ? Tân lấy lộc tại Dậu, Nhâm lấy lộc tại Hợi và Quý lấy lộc tại Tý. Đó. Còn tính về quý nhân chúng ta có bài thơ là gì? Giáp Mậu canh Nhâm Dương, Ất Kỷ thử Hậu Đương, Bính Đinh chưa cây vị, Nhâm Quý xà thú tàng, Lục Tân tầm Mã Hổ, đó. Để chúng ta xác định được quý nhân thì cái này các bạn có thể tham khảo thêm trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé, để biết được. Đó. Bên cạnh đó thì ngoài ra thì chúng ta còn một cách nữa là để hóa giải, tức là dựa theo cái âm dương, vẫn là dựa theo cái âm dương ngũ hành nhá, đúng không? Thứ ba này, cách hóa giải thứ ba là chúng ta gì? Sinh con này, con là nhận con nuôi, nhận con nuôi, đúng không ạ? Đó, thì sinh con nhận con nuôi này các bạn chọn là tuổi này, thứ nhất là tuổi lộc, thứ hai là tuổi mã. Thứ nhất là chọn tuổi lộc, thứ hai là chọn vào tuổi này. Lộc ưu tiên đầu tiên này, thứ hai là quý nhân, thứ ba là gì? Thứ ba là chọn tuổi tam hợp nhị hợp, nhị hợp. Đó, và nếu mà không chọn được cái tuổi như thế này ấy, thì chúng ta có thể sử dụng vật phẩm phong thủy bằng cách là chọn linh vật phong thủy nhá. Linh vật, chọn linh vật phong thủy để chúng ta hóa giải. Linh vật phong thủy, đúng không? Ví dụ như là những người tuổi Tý này, 1960 là canh Tý này, mà lại muốn lấy gì? Lấy tuổi 1966 là Bính Ngọ, đúng không? Thì chúng ta có thể chọn gì? Chọn linh vật Sửu hoặc là Mùi để hóa giải, đúng không? Đó. Hoặc là những người tuổi Hợi lấy tuổi Tỵ thì có thể là gì? Dùng con hổ hoặc là gì? Con khỉ đặt trong nhà để hóa giải. Thì chi tiết các bạn cứ liên hệ trực tiếp để chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong vấn đề này, đúng không? Đó, vân vân. Những người tuổi Thìn và Tuất thì có thể dùng gì? Dùng gà và mèo, đúng không? Những người tuổi gì? Tuổi Tỵ và tuổi Hợi, Sửu và Mùi thì có thể dùng chuột và ngựa, vân vân. Có thể là treo tranh, có thể là mua những cái vật phẩm phong thủy nó tượng trưng cho cái linh vật đó để hóa giải, đúng không? Thì ngoài ra còn một cách nữa là các bạn có thể sử dụng những cái vật phẩm phong thủy chuyên hóa giải về cái chuyện tình duyên và những cái xung sát mà có trong cái nó xảy ra trong quá trình là chúng ta bị xung khắc, các cặp đôi xung khắc, đúng không? Thì ở trong phong thủy ấy, thì theo nhà Phật thì trong đó có một cái pháp khí tên là gì? Tên là Minh Quang Pháp Bảo. Tên là Minh Quang Pháp Bảo. Thì cái Minh Quang Pháp Bảo này nó được thiết kế theo hình lục giác, nó ở bên cạnh nó có hình chữ là Úm Mani Bát Minh Hồng để hóa giải những cái gì? Những cái tà ma ngoại đạo cũng như là những điều xấu, đó. Khi mà chúng ta niệm câu chú này lên thì nó sẽ được bình an và may mắn. Bên cạnh đó thì trong cái Minh Quang Pháp Bảo này thì cũng sẽ có một cái bài chú là gì? Bát Nhã Tâm Kinh. Để khi các bạn chiếu đèn pin vào, chiếu đèn vào hoặc là chúng ta nhìn dưới cái đèn camera của máy ảnh ấy thì nó sẽ hiện lên bài kinh. Để các bạn cứ đặt camera vào đây thì sẽ hiện lên một bài kinh. Đấy là bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Đấy. Thì với cái bài kinh này là gì? Nó sẽ giúp chúng ta tịnh tâm, tịnh thân, cũng như là hóa giải được những cái xung khắc, những cái điều xấu, những cái xung khắc của cặp vợ chồng, cũng như là hóa giải được những chuyện làm ăn. Và đặc biệt sắp tới thì cái tháng cô hồn sắp tới thì nó cũng là một cái vật phẩm cực tốt để nó hóa giải cái tà ma ngoại đạo, cái tà ma xâm phạm trong cái tháng cô hồn. Thì các bạn có thể hóa giải bằng cách là sử dụng một cái Minh Quang Pháp Bảo này, Minh Quang Pháp Bảo để hóa giải cái chuyện vợ chồng xung khắc. Tiếp theo ấy thì dựa vào cái quan hệ là gì,
âm dương ngũ hành nữa là tham sinh kỵ khắc, tham hợp quyên xung. Thì cái chuyện mà vợ chồng ấy chúng ta cũng sẽ hóa giải bằng các gì, bằng hết bằng các vòng phong thủy. Những vòng phong thủy thì các bạn có thể sử dụng theo các cặp tuổi tam hợp của mình, hoặc là sử dụng theo cái tuổi của con giáp nhị hợp với mình, đúng không ạ? Ví dụ như là những cái người tuổi Tý, Tý mà lấy tuổi Ngọ bị xung nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng một là gì, là linh vật tuổi Sửu chúng ta đem vào trong vòng, hai là gì, những linh vật tuổi Mùi đem vào trong vòng để hóa giải gặp tương xung đó. Thì ngoài ra ấy, thì dựa vào cái bộ tam hợp quý nhân là để gì, để hóa giải, đúng không? Cái tam hợp nó là một cái khí mà lục, nó là khí mạnh nhất đấy, trong phong thủy đó, để sử dụng để hóa giải cũng như là thực được sử dụng trong cái pháp xem ngày, khai môn, mở cổng, mở cửa, cũng như là hóa giải những cái chuyện xung khắc giữa vợ chồng đấy. Thì các bạn hãy sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân, đúng không ạ? Thì với những người tuổi Tý đó, thì chúng ta Tý Ngọ thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Thân, Tý, Thìn, hoặc là gì, Dần, Ngọ, Tuất. Những người tuổi Tý nhá, ví cặp tuổi Tý đến tuổi Ngọ, ví dụ như bác 1960 canh Tý lấy 1966 Bính Ngọ ấy, thì tuổi 1960 canh Tý thì sẽ đeo vòng là Thân, Tý, Thìn, đúng không ạ? Còn tuổi là Bính Ngọ 1966 thì sẽ đeo vòng tam hợp là Dần, Ngọ, Tuất. Còn ví dụ như cặp tuổi Hợi lấy tuổi Tỵ, Tỵ hay là xung, đúng không? Thì những người tuổi Hợi sẽ đeo vòng tam hợp là Hợi, Mão, Mùi, và những người tuổi Tỵ thì sẽ đeo vòng tam hợp là Tỵ, Dậu, Sửu đó. Ví dụ như những người tuổi Dần đến những người tuổi Thân đó, thì Dần thân là xung, đúng không? Thì những người tuổi Dần có thể đeo vòng tam hợp quý nhân là Dần, Ngọ, Tuất. Còn những người tuổi Thân ấy, thì có thể đeo vòng là Thân, Tý, Thìn đó. Tiếp đến ví dụ như những người tuổi Mão đến những người tuổi Dậu, đúng không? Thì các bạn có thể là gì, những người tuổi Mão thì đeo vòng tam hợp quý nhân là Hợi, Mão, Mùi. Còn những người tuổi Dậu ấy thì sẽ đeo vòng tam hợp quý nhân là Tỵ, Dậu, Sửu đấy. Những người tuổi Thìn đến những người tuổi Tuất ấy, thì những người tuổi Thìn có thể đeo vòng tam hợp là Thân, Tý, Thìn. Còn những người tuổi Tuất thì sẽ dùng vòng tam hợp quý nhân là Dần, Ngọ, Tuất đó. Đó là cái cách hóa giải bằng cách sử dụng cái vòng phong thủy là vòng tam hợp quý nhân. Ở như vậy là gì, cái chuyện cặp đôi xung khắc là chúng ta có thể hóa giải được, đúng không ạ? Ví dụ như là đây này, vẫn có thể giàu có bình thường. Ví dụ như cặp đôi là 1960 và 1966 Bính Ngọ này, thì bạn có nói là gì, cái cặp này vẫn ở Cờ Đông Nô, Đắk Nông, Đắk Lắk mà vẫn hơn 4.000 tỷ mà, gia đình 4 người con, nhưng mà tiếc là bác ấy không đưa ra thông tin là con tuổi gì, không thì chúng ta cũng sẽ cùng bàn luận được, đúng không ạ? Hoặc là như anh, như đôi vợ chồng là 1979 và 1985 này đấy, thì họ sinh được con 2008, đúng không ạ? Thì vô tình rơi vào gì, Tí Sửu nhị hợp, sẽ không gì, không xung Mùi nữa đấy, thì vợ chồng cũng rất là hòa thuận, hạnh phúc. Và gì, sang năm 2022 thì ba cặp này lại thêm một đứa con nữa là sinh năm gì, Nhâm Dần đấy. Đó là những cái hóa giải về những cặp xung khắc và những cặp vợ chồng. Các bạn yên tâm nhé, nếu mà rơi vào những cặp đôi xung khắc thì chúng ta vẫn có cách hóa giải, đúng không ạ? Chúng ta có thể thực hiện các nghi lễ, đúng không? Một là gì, thứ nhất là chúng ta tin tưởng làm theo và sống nhẫn nhịn một chút đấy, sống theo theo Phật là tu nhân tích đức hành thiện để có được việc tốt. Thứ hai là gì, theo các thầy, một số thầy thì vẫn khuyên là cúng để hóa giải. Thứ ba là gì, dựa vào cái quan hệ ngũ hành tương sinh, dựa vào âm dương ngũ hành đấy, thì các thầy bát tự và các thầy tử vi thì hay khuyên các bạn làm theo điều này đó. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như tôi đã chia sẻ ở trên để chúng ta có thể giữ gìn cái hạnh phúc gia đình của mình, đặc biệt là cái vòng tam hợp quý nhân, đúng không ạ? Để gì? Thì ngoài cái tác dụng là hóa giải các cặp vợ chồng xung khắc ấy, thì cái vòng tam hợp quý nhân này nó cũng là một trong những cái pháp khí chiêu tài rất là tốt, đúng không ạ? Khi mà cái vòng tam hợp quý nhân nó sẽ dựa vào cái khí lực của tam hợp, nó hóa giải những thị phi, hóa giải những cái điều xấu, đúng không ạ? Hóa giải những cái cạnh tranh, những cái xung khắc, hóa giải những cái tranh cãi, những cái khắc khẩu, đúng không ạ? Từ đó thì sẽ giúp cho cái công việc của chúng ta nó được hanh thông hơn. Để công việc hanh thông thì gì? Thì tài lộc sẽ tự đến. Vậy nên quý vị hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để chúng ta hóa giải những xung khắc và gì, chiêu mời cái tài lộc cho chúng ta. Đó. Bên cạnh đó thì các bạn cũng sử dụng được một cái Minh Quang Pháp Bảo nữa. Minh Quang Pháp Bảo cũng là một cái vật phẩm của nhà Phật, cũng giúp chúng ta hóa giải được những xung khắc, những mâu thuẫn của cặp vợ chồng. Bên cạnh đó, nó là một trong cái pháp khí để trừ tà ma rất là tốt, đặc biệt là trong dịp cô hồn sắp tới đây. Đó. Đó. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cặp đôi xung khắc, cũng như là gì, bốn cách hóa giải để chúng ta chiêu mời được cái tài lộc, chiêu mời được may mắn và cái sự bình an, và giúp cho gia đạo được an yên, gia đình hòa thuận, công việc được thăng quan tiến chức, được thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.